Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội PC02 đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi bắt cóc cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin trên báo chí, lãnh đạo phòng PC02 cho biết, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 8, đơn vị nhận tin báo từ cảnh sát địa phương về vụ việc. Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập hai phó giám đốc là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Cùng trưởng phòng các phòng nghiệp vụ tham mưu an ninh, cảnh sát của Công an thành phố tới trung tâm chỉ huy để chỉ đạo điều hành các lực lượng tham gia điều tra phá án. Khoảng gần 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động điều tra và truy bắt đối tượng. Theo đó, tất cả các cán bộ tham gia vụ án đều hiểu rõ sự lo lắng của lãnh đạo công an thành phố Hà Nội về tính mạng, sức khỏe của cháu bé nên đã quyết tâm phải phá án trong thời gian nhanh nhất. Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập tức xác minh các mối quan hệ của gia đình bị hại và đối tượng khoảng thời gian bắt giữ nạn nhân, Trung liên tục gây sức ép cho gia đình bé trai, tạo các cột mốc thời gian phải đưa tiền, nếu không hắn đe dọa bố mẹ cháu bé rằng sẽ mất con. Theo lãnh đạo phòng PC02, quá trình bỏ trốn trong đêm, Trung thường xuyên chọn địa điểm vắng vẻ, có tầm quan sát rộng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Hắn đề phòng trường hợp bị cảnh sát theo dõi hay bắt giữ thì có phương án bỏ trốn. Bên cạnh đó, sự lưu manh tinh vi của đối tượng còn thể hiện ở việc hắn liên tục thay đổi địa điểm hẹn giao nhận tiền với gia đình bị hại. Ban đầu, Trung yêu cầu giao dịch tại cầu Thanh Trì, sau đó hắn lại chuyển các địa điểm khác nhau. Về phía phòng PC02, các trinh sát ngoài việc đối mặt với sức ép thời gian, sự an toàn của nạn nhân Lực lượng chức năng còn gặp các khó khăn như đối tượng sử dụng ô tô gắn biển kiểm soát giả, khu vực giả soát rộng nhiều tỉnh thành như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên để khoanh vùng. Thời điểm giao nhận tiền, lãnh đạo phòng PC02 cho hay đối tượng chỉ cho một mình mẹ cháu tiếp cận đi bộ từ đường ven vào khu công nghiệp Đồng Văn. Sau khi kiểm tra đúng là tiền, trung nhận rồi thả bé trai và lái xe máy bỏ chạy. Khi đã đảm bảo sự an toàn của bé trai, các lực lượng chức năng lập tức vây bắt chung Khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, sau 10 tiếng đồng hồ gây án, Nguyễn Đức Trung bị bắt với khoảng 13 tỷ đồng do mẹ bé trai đưa. Tại trụ sở công an, bước đầu đối tượng khai nhận vì nợ nần nên đã gây án. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, trong vòng chưa đầy 12 giờ kể từ thời điểm nhận được tin báo tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ ngay lập tức triển khai truy xét, bắt giữ đối tượng gây án và giải cứu bé trai an toàn là vô cùng quan trọng đây là một chiến công hiển hách của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an hà nội nói riêng vì nước quên thân vì dân phục vụ và trên tất cả là vì quyền trẻ em đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ hành vi của đối tượng là rất táo tợn lên kế hoạch phạm tội và chuẩn bị phương tiện ô tô thực hiện hành vi vi phạm nhắm vào đối tượng là các cháu bé sống cùng gia đình tại các biệt thự khu đô thị việt hưng long biên hà nội Đối tượng này lợi dụng đường vắng và điều khiển xe ô tô chặn xe đạp của cháu bé đang đi một mình và dùng vũ lực bắt giữ cháu vào trong xe ô tô, bỏ chạy trong sự đau đớn và hoảng sợ tột cùng của bé. Trẻ em là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Xét hành vi của đối tượng đã sử dụng vũ lực để bắt giữ cháu bé nhằm mục đích đòi bố mẹ cháu bé phải nộp tiền chuộc 15 tỷ đồng, nếu không nộp thì cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm đã cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 điều 169 Bộ luật hình sự. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có cấu thành hình thức, tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội có hành vi bắt cóc người khác làm con tin với ý thức nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Việc người phạm tội có chiếm đoạt được tài sản của người khác hay không thì không có ý nghĩa trong việc định tội. Theo thông tin được biết, thời điểm bị bắt, đối tượng dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát đã bắn vào đùi phải chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên thành phố Hà Nội. Ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đối tượng này sẽ bị xem xét xử lý về hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của chiến sĩ cảnh sát hình sự. Nếu kết quả giám định vũ khí súng bắn đạn cao su nguy hiểm đến tính mạng, có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Nạn nhân không tử vong thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt. Trường hợp kết quả giám định súng bắn đạn cao su không thuộc vũ khí quân dụng và không gây nguy hiểm đến tính mạng khi bắn ở khoảng cách gây án, thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích. Theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự, đối với hành vi tàng trữ súng, đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, theo khoản 4 Điều 11 Nghị định 144-2021-NDCP của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng cho biết thêm, điều 169, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, người nào bắt cóc người khác làm con tin thì bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.